xin được chúc quý vị một buổi sáng thật là tốt lành và tràn đầy năng lượng. Tôi xin được cảm ơn tiết mục mở màn vô cùng ấn tượng và đặc sắc đến từ vũ đoàn Điên Thay và Lân Sư Rồng Nam Thiên. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hội ngộ và tri ân, và chúng tôi sử dụng và những chú lân với tiếng trống rõ ràng báo hiệu một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Và Lân Sư Rồng còn mang đến sự may mắn thuận lợi trong các dịp khai trương. Chúng tôi chào đón quý vị bằng những chú lân, ý muốn nói rằng sự hợp tác của chúng ta trong năm 2018 chắc chắn sẽ thành công về mọi mặt. Và kết thúc màn chào đón đó là sự xuất hiện của 6 cô vũ công Carnival xinh đẹp, là tượng trưng cho 6 chi nhánh của Zippo đang có mặt trên khắp thế giới này. Và sự xuất hiện của 6 cô vũ công xinh đẹp còn ý muốn nói rằng đó là sự hợp tác của chúng ta trong năm 2018 không những thành công mà còn thăng hoa trên nhiều lĩnh vực. Một lần nữa chúng tôi xin được chào đón tất cả quý vị đang tham gia vào chương trình hội ngộ và tri ân 2018. Chúc cho mối quan hệ của chúng ta thật là thành công và tốt đẹp. Kỷ niệm 17 năm thành lập hay còn gọi là sinh nhật lần thứ 17 của Zippo Việt Nam. Như vậy là hai người đã bắt cùng một lúc.